Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách kinh nói chưa khó cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, các em khi quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để hãy có thêm cái phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 40, bài luyện tập chung tiết số 1 trước nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặc tính giờ tính. Giờ 116 nhân cho 5. Giờ mình sẽ đặt tính giờ tính bình thường thôi nha. Chứ mình sẽ lấy 5 nhân cho hàng đơn vị, 5 x 6 là bao nhiêu? 5 x 6 là 30, mình sẽ viết không nhớ bạn. Giờ 5 x 1 là 5, khuyên 3 nhớ là 8, viết số 8. Giờ 5 x 1 là 5, viết số 5, kết quả là 580. Tiếp theo là 308 nhân cho 3. Giờ mình cũng đặt tính giờ tính, chứ hết là bé lấy 3 nhân 8. 3 nhân 8 là 24, viết 4 với 2. 3 nhân 0 là 0, thêm 2 là 2, viết số 2. 3 nhân 3 là 9, viết số 9, kết quả là 924. Giờ tiếp theo là phép chia, 815 chia cho 5, mình cũng đặt tính giờ tính bình thường. Chứ hết mình sẽ lấy 8 chia 5. 8 chia 5 được 1, viết số 1, 1 nhân 5 là 5, 8 chia 5 được 3, viết số 3. Hạ số 1 xuống mình sẽ được là 31. 31 chia 5 được 6, viết số 6. 6 nhân 5 là 30, 31 chia 30 thì còn 1, viết số 1. Hạ số 5 xuống mình được 15. 15 chia 5 được 3, viết số 3. 3 nhân 5 là 15, 15 chia 15 bằng 0. Đúng rồi. Như kết quả phép chia là 167. Tiếp theo là 642, mình sẽ chia cho 3. Chứa hết lấy 6 chia 3 được 2, viết số 2. 2 nhân 3 là 6, 6 chữ 6 bằng 0, viết số 0. Hạ số 4 xuống, mình sẽ lấy 4 chia 3. 4 chia 3 được 1, viết số 1. 1 nhân 3 là 3, 4 chữ 3 được 1, viết số 1. Hạ số 2 xuống, mình sẽ được 12. 12 chia 3 được 4, viết số 4. 4 nhân 3 là 12, 12 chữ 12 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia là 214. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào chỗ trống nha. Câu A, số 12 gấp lên 3 lần được số bao nhiêu? Số 12 gấp lên bằng 3 lần, có nghĩa mình sẽ lấy 12 nhân 3. 12 nhân 3 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhập được. Chứ mình sẽ lấy 3 nhân 2. 3 nhân 2 bằng 6, viết số 6. Giờ số 3 nhân hàng chục, 3 nhân 1 là 3, viết số 3. Kết quả là 36. Câu B là số 12 giảm đi 2 lần. Giảm đi 2 lần có nghĩa sẽ lấy 12 chia 2. 12 chia 2 được 6, viết số 6. Giờ câu C, số tìm được ở câu A gấp mấy lần số tìm được ở câu B? Như vậy là số tìm được ở câu A là 36. Số tìm được của câu B là 6. Người ta hỏi là số tìm được của câu A gấp mấy lần, muốn biết gấp mấy lần thì mình sẽ lấy số lớn chia số nhỏ. 36 chia 6 bằng bao nhiêu? 36 chia 6 bằng 6, ở đây mình sẽ viết số 6. Có nghĩa là số tìm được ở câu A sẽ gấp 6 lần số tìm được ở câu B. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video. Thầy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo là câu số 3. Canh thứ nhất có 2 lít nước. Số lít nước ở canh thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở canh thứ nhất hỏi. Cả hai canh có bao nhiêu lít nước? Như vậy là câu số 3 này người ta nói là canh thứ nhất có 2 lít nước. Số lít ở canh thứ hai gấp 5 lần. Canh thứ nhất gấp 5 lần thì lấy số này nhân cho 5. Thì mình biết là canh thứ hai có bao nhiêu lít nước. Giờ sau đó mình mới tính được cả hai canh đúng không? Giờ như vậy trước hết mình phải đi tính canh thứ hai xem có bao nhiêu lít nước trước nha. Câu A trước. Như vậy là canh thứ hai có số lít nước là canh thứ hai có số lít nước là mình sẽ lấy 2 lít này nhân cho 5, gấp 5 lần, gấp 5 lần thì mình lấy 2 nhân 5. 2 5 nhân 2 nhân 5 là 10, biết số 10. 10 lít. Giờ bây giờ mình sẽ tính cả hai canh nhé. Người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi hai canh có bao nhiêu lít nước thì mình trả lời là cả hai canh hai chữ bao nhiêu thành chữ số. Cả hai canh có số lít nước này, được này. Cả hai canh. Có số lít nước này. Giờ canh thứ nhất là có 2 lít, cộng cho canh thứ hai là 10 lít. 2 cộng 10 là 12, 12 lít. Giờ tiếp theo là câu B. Câu B người ta hỏi là canh thứ hai có nhiều hơn canh thứ nhất bao nhiêu lít? Như là muốn nhiều hơn hay ít hơn thì mình lấy số lớn chữ số nhỏ. Đúng không? Giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi canh thứ hai có nhiều hơn canh thứ nhất bao nhiêu lít? Thì mình hai chữ bao nhiêu thành chữ số là được. Mình trả lời là canh thứ hai có nhiều hơn canh thứ nhất số lớn nước này đúng không? Canh thứ hai có nhiều hơn canh thứ nhất số lớn nước này đúng không? Giờ canh thứ hai có nhiều hơn canh thứ nhất số lít nước là như giờ mình sẽ lấy số nào trừ số nào thì mình thấy là canh thứ hai là 10 lít, canh thứ nhất là có 2 lít, mình sẽ lấy 10 trừ 2 đúng không? 10 trừ 2 bằng bao nhiêu? 10 trừ 2 bằng 8, 8 lít đúng không? Như đáp số sẽ là mình có hai đáp số, đáp số của câu A và câu B. Đáp số câu A là 10 lít. Và của câu B sẽ là 8 lần. Đúng nè. Ở đây mình sẽ để đầy đủ là 10 lít nước đi. Và 8 lít nước. Đúng nè. Thì nó sẽ đầy đủ hơn. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 kem thử bài. Kem sẽ bấm click video. Phải biết kem thử bài nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các khóa giảng giờ thì bấm khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hà Liên thì kênh sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liên nha. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.